giảm 50% lệ phí trước bạ áp dụng từ tháng 12 năm 2021, đại lý dần cắt khuyến mại. Đầu tháng 12 năm 2021, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ có thể được áp dụng và các đại lý đang giảm dần chương trình khuyến mại cho khách hàng. Sau gần nửa năm gần như đóng băng, vì dịch COVID-19 khiến tình trạng giãn cách xã hội kéo dài, doanh số bán ô tô ở Việt Nam đang có những dấu hiệu phục hồi đáng mơ ước. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, trong tháng 10 năm 2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.797 xe, riêng xe du lịch đã tăng đến 138% so với tháng trước đó. Cũng theo VAMA, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 15.344 xe, tăng 110% so với tháng trước. Những con số trên không hề biết nói dối về sức tiêu thụ ô tô ở Việt Nam đang cho thấy sự phục hồi đáng kinh ngạc. Mặc dù ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, nhưng khi được mở cửa, sức mua của người dân vẫn vô cùng lớn. Không chỉ việc, trong thời gian vừa qua, các đại lý và hãng đều đặn tung ra những chương trình khuyến mại, giảm giá sâu. Có thời điểm, khách hàng được ưu đãi cộng dồn đến 200 triệu đồng, như trường hợp của mẫu xe Honda CR-V trong thời gian vừa qua. Động thái giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng, vực dậy doanh số của các hãng xe đã có hiệu quả giúp thị trường phục hồi trong tháng vừa qua. Những tháng còn lại của năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ là thời điểm vàng để thị trường tiếp đà phục hồi khi người dân có nhu cầu cao mua xe chơi Tết. Đồng thời, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ được áp dụng, sẽ giúp thúc đẩy doanh số toàn thị trường. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản chính, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng về việc đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc rà soát giảm phí và lệ phí dành cho ô tô lắp ráp và sản xuất trong nước. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021 thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét, ban hành theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, những thông tin trên gần như khẳng định chắc chắn ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 5 năm 2022. Trước những thông tin chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ sắp được áp dụng, các đại lý cũng dần thay đổi chính sách bán hàng. Theo liên hệ của phóng viên, một đại lý Hyundai tại Hà Nội cho biết đang điều chỉnh chương trình ưu đãi một số dòng xe được nhiều quan tâm của hãng, không ngoại trừ khả năng sẽ tăng giá bởi thời điểm cuối năm nhu cầu của người dân tăng cao với mẫu xe này. Mặc dù không đề cập sẽ tăng dòng xe nào, nhưng không khó để nhận ra Hyundai Santa Fe là cái tên được sẽ được điều chỉnh giá bán. Các tư vấn bán hàng cho biết Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp sẽ tăng 20 triệu đồng so với trước. Đây là thông tin không mấy vui vẻ với những khách hàng chưa kịp mua xe, bù lại xe sẽ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ tháng 12 tới đây. Cũng tương tự, một đại lý Honda ở Hà Nội cho biết, cuối năm khi nhu cầu của người dân tăng cao đại lý sẽ cắt giảm chương trình ưu đãi. Đặc biệt, nếu chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của chính phủ được áp dụng, gần như giá xe sẽ về đúng giá niêm yết trong những tháng cuối năm. Như vậy có thể thấy, người dân nên tận dụng thời điểm này, khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ chưa được công bố chính thức, để mua xe với giá ưu đãi. Khi chính sách được áp dụng, khuyến mại sẽ giảm dần và đúng vào thời điểm cuối năm, nhu cầu mua ô tô của người dân tăng cao thì điều đó lại càng có cơ sở hơn.